Giá dứa đang tăng cao khiến nhiều bà con tại Đồng Tháp 10 không khỏi phấn khởi. Hiện tại, giá dứa loại 1 có giá trên 10.000 đồng 1kg, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dứa loại 2 giá cũng trên 6.000 đồng 1kg. Với mức giá này, mỗi kg dứa cho lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng 1kg. Tuy giá dứa ở mức cao, nhưng nông dân địa phương đang lo ngại. Năm nay nếu lũ không về thì năng suất dứa giảm và phải đối phó với hạn mặn. Tân Phước là địa phương trồng chuyên canh cây dứa ở tỉnh Tiền Giang. Toàn huyện có hơn 13.000 hectare cây dứa, cho sản lượng khoảng 250.000 tấn một năm. Đây cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích cây dứa. Được biết, nông dân trồng dứa mà không có lũ thì bị hạn, trời nóng quá cần phải tưới dứa, lại không có nước để tưới. Nguy cơ ngập mặn, khi nước mặn vào mà không phát hiện nồng độ cao, tưới vào sẽ nguy hiểm cho đất.